trùng quế đã và đang trở thành vật nuôi của nhiều hộ gia đình và địa phương. Theo những người nuôi trùng quế thì đây là một nghề một vốn bốn lời đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trùng quế có thể dùng làm thức ăn vô cùng bổ dưỡng cho gia súc, gia cầm. Phân của trùng quế được xem là nguồn phân sạch, làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Sau đây hãy cùng Xuân Năm tìm hiểu một số lợi ích của trùng quế. Thứ nhất là trùng là loài thức ăn giàu đạm, chất lượng cao để nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản, đồng thời làm giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. Với hàm lượng protein thô chiếm 70% trọng lượng khô, hàm lượng đạm của trùng tương đương với bột cá nên thường được dùng trong thức ăn chăn nuôi. Trùng còn hội đủ trên 10 loại axit amin, nhiều loại vitamin, chất khoáng cần thiết cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Ngoài ra, trùng nó còn chứa trên 8% axit glutamic, còn gọi là bột ngọt hay là mì chính, nên khi sử dụng làm thức ăn chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, chống lớn, ít bệnh tật và sẽ cho thịt thơm ngon hơn so với vật nuôi thông thường. Thứ hai là phân trùng là một loại phân hữu cơ thiên nhiên giàu chất dinh dưỡng nhất. Thì phân trùng chứa một hỗn hợp vi sinh có hoạt tính cao, dễ hòa tan trong nước, chứa hơn 50% chất mùn. Do đó, nó không chỉ kích thích tăng trưởng cây trồng mà còn tăng khả năng cải tạo đất. Phân trùng còn chứa các khoáng chất được cây trồng hấp thụ một cách trực tiếp, không như các loại phân hữu cơ khác phải được phân hủy trong đất trước khi cây hấp thụ. Thì phân trùng có thể giúp chống sự xói mòn và tăng khả năng giữ nước trong đất. Chất mùn trong phân giúp loại trừ những độc tố, nấm, vi khuẩn có hại trong đất nên có thể đẩy lùi nhiều bệnh của cây trồng. Vì thế, phân trùng là một loại phân sạch quý giá để bón cho hoa cây cảnh, rau quả được thị trường rất ưa chuộng. Tiếp theo là trùng có thể làm thuốc chữa nhiều loại bệnh cho con người. Thì trong y học cổ truyền của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đã dùng trùng để chữa các loại bệnh về huyết áp, tim mạch, thần kinh. Loại axit amin tyrosin trong trùng có thể làm tăng tuần hoàn máu ngoại vi của bề mặt cơ thể, có tác dụng giải nhiệt, hạ sốt. Hàm lượng kẽm có trong trùng giúp điều trị đối với những trẻ biếng ăn, chậm lớn, ngăn ngừa sự phát triển không bình thường về tri giác và thính giác của trẻ em. Ngoài ra, nó còn điều trị suy nhược thần kinh, trí nhớ kém và khứu giác bất thường. Ngoài ra, trùng còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp sinh thái. Thì trùng có sức tiêu hóa lớn, tác dụng phân giải hữu cơ của trùng chỉ sau các vi sinh vật. Một tấn trùng có thể tiêu hủy được 70-80 tấn gia súc trong 3 tháng. Trên thế giới thì đã sử dụng cơ năng đặc thù này của trùng để xử lý chất thải sinh hoạt hoặc là rác thải hữu cơ để làm sạch môi trường. Thì với những khu vực ô nhiễm, nếu nuôi trùng thì cũng làm sạch được môi trường nước. Ngoài ra, phân trùng giúp làm giảm mật độ sử dụng phân hóa học, giúp cây trồng phát triển tốt, tăng khả năng chống sâu bệnh và giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu. Thì ngoài những tác dụng trên thì trùng còn có một số loại tác dụng khác, như là trùng là một trong những mồi câu rất hấp dẫn đối với cá. Thì trùng được sử dụng làm hộp cụ trong nhà trường, có thể thí nghiệm vào bất cứ lúc nào, vừa rẻ tiền mà việc thu thập bảo quản lại an toàn cho giáo viên và học sinh. Hỗn hợp dịch thể mà trùng tiết ra thì cũng như phương thức vận động của trùng thì được nghiên cứu phỏng về công nghệ không bám đất hoặc ít bám đất trong tác nghiệp cơ giới. Xuân Nông vừa giới thiệu cho các bạn một số lợi ích của trùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.